thương con nhiều hơn. Con nghĩ hoài mà không ra. Hỏi búp bê cứ lắc đầu. Ba thương con nhưng ba không nói. Mẹ thương con. Nào kéo cưa. Làm sao hả con? Chị về bú thì mẹ nè. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Mia. Năm nay mình được 5 tháng tuổi. Mình biết bò này. À mình biết lẫy này. Mình biết hét to này. Mình biết ăn vạ này. Mình biết nghe lời này. Mình đáng yêu này. Mấy tháng thì bạn biết lấy hả bạn? Mình á, gần 4 tháng đấy. Bây giờ mình được 5 tháng tuổi, mình biết vừa lẫy vừa xoay người vòng tròn luôn rồi đấy. Xoay đầu rồi đấy. Đúng không? Hả bạn? Các bạn hãy ủng hộ YouTuber của mình nào.